tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. Ít phút nữa thôi thì trận đấu thứ hai của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2014 tranh cúp Nutifood sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà U19 Việt Nam và đội khách là đội tuyển U19 Australia. Đã có một trận đấu tại giải năm nay diễn ra ở bảng A. Đó là trận đấu mà đội tuyển U19 Thái Lan đã gây ấn tượng rất mạnh bằng thắng lợi với tỷ số đậm 6-2 trước đội tuyển U19 Indonesia. Đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam chơi ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình và họ đang được chào đón bởi rất nhiều những người hâm mộ đang có mặt trên sân. Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Australia bỗng trở nên đáng chú ý hơn khi mà U19 Việt Nam đã từng đánh bại đội bóng này ở vòng loại của giải U19 châu Á với một chiến thắng khó tin, chiến thắng 5-1. Tranh cúp Hassanan Bolkiah ở Brunei, một giải đấu mà đội tuyển U19 Việt Nam đã giành được vị trí Á quân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ và hát quốc ca Australia. Quốc ca Australia. Đó là quốc ca Australia và bây giờ sẽ là lễ chào cờ Việt Nam. Chắc chắn là các cổ động viên đang có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Guillaume Brassem trước một đối thủ mà như chúng ta đang thấy trên màn hình có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về thể hình. Đội bóng của Australia đã có rất nhiều những sự thay đổi khi đến với giải đấu lần này so với khi họ đã thua trước U19 Việt Nam tại Malaysia. Đội xuất phát của U19 Việt Nam
Ở trận đấu ngày hôm nay cũng có những sự thay đổi so với trận chung kết trước Myanmar tại giải U22 Đông Nam Á mới đây. Đội chủ nhà ra sân với thủ thành máu số 1 Lê Văn Trường, cao thủ số 2 Lê Văn Sơn, số 3 Trần Hữu Đông Triều, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Hồng Duy, số 8 Nguyễn Tuấn Anh, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 17 Hồ Tuấn Tài, số 19 Phan Văn Long và số 23 Nguyễn Quang Hải. Huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà là ông Yom Grasen. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Suhaji Sukri. Ngày hôm nay thì đội tuyển U19 Australia thi đấu trong bộ trang phục màu đen. Đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam vẫn là Công Phượng. Trong khi đó thì đội trưởng của U19 Australia là cầu thủ mang áo số 5 Scott Robert Galloway. Có thể thấy rằng U19 Australia mang đến Việt Nam lần này một đội bóng có thể hình rất lý tưởng. Họ cũng vừa mới trải qua một đợt tập huấn tại Mỹ. Đây là đội hình với 11 cầu thủ đá chính của U19 Australia trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình này gồm có thủ môn mang áo số 1 Anthony Bouzanis, số 4 Shane Warren, De Cunha, số 5 Scott Robert Galloway, số 7 đó là Brandon Borriello, số 10 Stefan Malik, số 14 Daniel De Silva, số 15 Alan Brown. Ngoài ra còn có các thủ khác đó là Alexander Alessi, Shannon Brady và Garrico. Trên màn hình là cầu thủ mang áo số 6 Lương Xuân Trường, còn trước đó là một góc khán đài rực rỡ tại sân Mỹ Đình, nơi mà các cổ động viên Việt Nam đang mang đến một bầu không khí rất sôi động để cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam. Lâu lắm rồi thì sân Mỹ Đình mới lại có một không khí đặc biệt như vậy. Lương Xuân Trường năm nay 19 tuổi. Tiền vệ của đội tuyển U19 Việt Nam có một chiều cao rất tốt là 1m77. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Còn đội tuyển U19 Australia giành quyền giao bóng. Hiệp 1 của trận đấu thứ hai tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm 2014 đã được bắt đầu. Giải đấu dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi 19. Trong đội xuất phát của U19 Australia thì có một gương mặt rất đáng chú ý, đó là số 14 Daniel Silva. Cầu thủ sinh năm 1997 này đã có những thông tin cho biết là đã được câu lạc bộ AS Roma mua về với giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Và đây sẽ là một gương mặt rất nổi bật của đội khách. U19 Việt Nam đã từng vượt qua U19 Australia ở Malaysia trên một sân vận động mà số lượng khán giả chỉ là 300 người thôi. Nhưng hôm nay thì số lượng cổ động viên đang cổ vũ cho đội bóng áo trắng là đông hơn rất nhiều. Và hy vọng rằng đội bóng của chúng ta cũng sẽ có một màn trình diễn hấp dẫn. Pha lấy bóng rất thoáng ở cánh phải của U19 Việt Nam. Tuy nhiên đường truyền cuối cùng vẫn là một đường truyền hơi mạnh. Trong chiến thắng 5-1 của U19 Việt Nam trước U19 Australia tại vòng loại Cúp Châu Á thì chúng ta cũng đã nhập cuộc bằng những pha phối hợp ở đoạn ngắn và trung bình, gây ra rất nhiều bất ngờ cho đối phương. Và những tình huống như vậy đã khiến cho những cầu thủ mặc dù có thể hình tốt của Australia nhưng đã gặp phải lung túng và khó lòng xoay sở được trong những pha xử lý lắt léo của các cầu thủ U19 Việt Nam. Bóng bổng có thể sẽ là một thứ vũ khí lợi hại của U19 Australia trong trận đấu này. Vừa rồi là pha can thiệp của trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Ngày hôm nay thì Đông Triều đang thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự của U19 Việt Nam cùng với cầu thủ mang áo số 4 là Bùi Tiến Dũng. Những tình huống cố định như thế này sẽ là những tình huống đầy thử thách với khung thành của U19 Việt Nam. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ thành Lê Văn Trường. Đó là một tình huống dâng cao của Ma Húc. Trong chiến thắng mà chúng ta có được trước U19 Australia thì bàn thắng đã đến rất sớm với các cầu thủ của chúng ta, khi mà Công Phượng đã mở tỷ số ở ngay phút thứ 8. Để rồi sau đó U19 Australia vỡ trận và chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Sẽ có những bài học được rút ra dành cho đội bóng này sau trận thua đó. Thêm một pha lấy bóng nữa của các cầu thủ áo trắng bên phía U19 Việt Nam của chúng ta. Đó vẫn là những tình huống phối hợp rất nhân nhuyễn ở bên ngoài khu vực 16m50.
Hồng Duy. Lần đầu tiên các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình. Và đây có thể sẽ là sân đấu gắn liền với sự nghiệp của rất nhiều những cầu thủ sau này. Trận đấu đã được khởi đầu bằng một tốc độ khá cao. Vẫn là các cầu thủ U19 Việt Nam. So với đội tuyển U19 Việt Nam thực hiện những đường bóng phối hợp ở đoạn ngắn và trung bình, thì U19 Australia xem ra là một đội bóng có lối chơi đơn giản hơn. Họ thực hiện những đường bóng ở cự ly dài lên phía trên và thường xuyên đưa bóng ra hai biên để thực hiện những pha tạt bóng bổng. Cầu thủ đáng chú ý đó chính là người mang áo số 14 Daniel Da Silva, một cầu thủ làm nhiệm vụ kiến tạo và có thể tạo ra những tình huống xử lý bóng rất nguy hiểm lên cho những đội của mình trên hàng tấn công. Đúng là U19 Australia đang trình diễn một thứ bóng đá có phần đơn giản nhưng cũng rất đáng ngại, và họ đang tập trung rất nhiều vào hành lang cánh trái. Lê Văn Sơn là người đang đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ông Guillaume Grassen đánh giá rất cao đối thủ của mình và tin chắc rằng U19 Australia đã có rất nhiều sự thay đổi so với hồi tháng 10 năm 2013, nhưng ông vẫn tin tưởng vào một chiến thắng dành cho đội bóng của chúng ta. Lê Văn Sơn sẽ không bao giờ quên được bàn thắng mà cầu thủ này ghi được vào lưới của Thái Lan trong trận bán kết của giải U22 Đông Nam Á mới đây. Lê Văn Sơn cũng là người đã từng ghi bàn vào lưới của U19 Australia trong chiến thắng 5-1 tại vòng loại giải U19 châu Á. Đó là một bàn thắng mà Lê Văn Sơn cũng rất khó quên. Huấn luyện viên trưởng của đội khách là ông O'Con, và có vẻ như vị huấn luyện viên này đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi ban bật ngắn của U19 Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta quan sát kể từ đầu trận đấu tới giờ thì đội bóng này đang đá khá giống với Myanmar, khi mà có tới 5 cầu thủ của U19 Australia có mặt ngay bên phần sân của Việt Nam và ngăn cản chúng ta lên bóng. Áp sát rất nhanh. So với trận chung kết gặp Myanmar thì hôm nay Quang Hải đã trở lại. Cú đá từ xa, không vào. Xuân Trường bên cạnh khả năng cầm nhịp trận đấu, bên cạnh việc có thể tạo ra những đường kiến tạo, thì cầu thủ này cũng rất mạnh ở những cú sút xa và cả những cú đá phạt mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. Chúng ta đang được xem lại tình huống mà Xuân Trường đã thực hiện một cú đá ngay về phía khung thành của thủ môn Anthony Bouzanis. Phút thứ 6 tại sân Mỹ Đình và tỷ số trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia vẫn đang là không đều. Đội khách đang tập trung một số lượng đông đảo cao thủ ở khu vực giữa sân, và dường như là để đối mặt với điều đó thì U19 Việt Nam đang thực hiện nhiều những đường bóng dài. Tiếp tục là được một đường bóng dài nữa sang bên phía cánh phải. Khá hay. Đó là một pha xử lý rất tự tin của Phan Văn Long, người ngồi ở ngoài cùng bên phía phải màn hình của quý vị và các bạn là ông Paul O'Con, huấn luyện viên trưởng của U19 Australia. Năm nay 42 tuổi. Trong sự nghiệp của mình thì ông Paul O'Con cũng đã từng thi đấu cho những đội bóng khá nổi tiếng như là Lazio, Fiorentina hay là Leeds United. Một pha ra vào chính xác của Lê Văn Trường. Những pha bóng như vậy sẽ giúp cho thủ môn của U19 Việt Nam có thêm được sự tự tin trong việc thực hiện những pha ra vào, một điều rất quan trọng khi mà ngày hôm nay có thể Văn Trường sẽ nhiều lần phải đối mặt với những tình huống trao bóng của đối phương. Công Phượng là gương mặt chơi nổi bật nhất trong chiến thắng trước U19 Australia. Công Phượng đã có một cú đúp và cả hai bàn thắng mà đội trưởng U19 Việt Nam ghi được đều là những pha ghi bàn rất ấn tượng. Tình huống mở tỷ số trận đấu là một pha solo qua ba hậu vệ của U19 Australia,
rồi sau đó là một cú ra chân chính xác. Còn bàn thắng sau đó của Công Phượng là một cú đá hiểm hóc ở ngoài khu vực 16m50. Tại giải U22 Đông Nam Á thì khó có thể nói rằng Công Phượng đã có được phong độ cao nhất. Và bản thân cầu thủ U19 Việt Nam khi đó cũng không có được phong độ cao nhất vì trước đó các em không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Trước đó là một quãng thời gian nghỉ trong kế hoạch đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Đang có được một sự tập trung rất cao ở khu vực giữa sân của đội bóng áo trắng. Và việc các cầu thủ của chúng ta có được sự tập trung như vậy sẽ hạn chế đi rất nhiều những mối nguy mà các tiền vệ, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 14 Daniel Silva sẽ tạo ra. Đường chuyền dài của Lê Văn Sơn. Quả ném biên cho các cầu thủ của chúng ta. Những đường bóng dài từ phía dưới lên sẽ giúp cho tuyến tiền vệ không bị tốn quá nhiều sức trong một trận đấu đòi hỏi thể lực tốt đối với các cầu thủ U19 Việt Nam. Đó là một cú đá thẳng rất bất ngờ về phía khung thành của Busanis, người vừa dứt điểm có lẽ là đội trưởng Công Phượng. Khi có khoảng trống và thời cơ thì cả Lương Xuân Trường lẫn Công Phượng đều thực hiện những cú đá ngay. Những giải đấu như giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, những cuộc thử lửa với những đối thủ mạnh như Australia hay Nhật Bản sẽ lại là thêm một cơ hội cho Trường Thanh. Cú đá thêm một cú đá nữa ở ngoài khu vực 16m50 được cầu thủ áo trắng thực hiện, và đó là pha ra chân của Quang Hải. Đã có một ý đồ rõ ràng của Quang Hải khi cầu thủ này định thực hiện một pha đưa bóng vào góc cao. Gần như các cầu thủ khách chỉ tập trung vào những pha lên bóng ở cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng này. Anh Khắc Cường không biết anh có đồng ý với tôi không, nhưng tôi nhận thấy rằng qua từng trận đấu và qua mỗi một giải đấu thì cách chơi của U19 Việt Nam ngày càng hợp lý hơn. Trước đây thì các cầu thủ của chúng ta khi bước vào mỗi trận đấu thường đá nhanh ngay lập tức và thực hiện liên tục những pha phối hợp để tấn công. Nhưng bây giờ thì dường như đã có những tính toán, khi cần đá nhanh thì đá nhanh, còn khi cần phải tạo ra những cái phương án tấn công khác nhau thì các cầu thủ của chúng ta cũng biết đưa trận đấu đi về một tốc độ chậm hơn. Tôi cũng chia sẻ với anh về điều này và nó đang thể hiện một cách rất rõ nét ở những điều anh vừa nói trong những phút đã qua của trận đấu với U19 Australia. Nó khác hẳn so với sự khởi đầu của U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Australia hồi năm ngoái, khi mà cao thủ sử dụng nhiều những đường bóng ngắn và bây giờ là những đường bóng dài đang được sử dụng để tạo nên những cơ hội cho cao thủ trên hàng tấn công. Chưa có một đội bóng trẻ nào Việt Nam chúng ta nhớ rằng là có nhiều cơ hội được thi đấu quốc tế nhiều như là đội tuyển U19 Việt Nam. Trải qua rất nhiều những trận đấu với các đối thủ có những lối chơi khác nhau, sở trường khác nhau, từ những đội bóng có khả năng tổ chức tốt như là đội tuyển U19 Nhật Bản cho đến những đội bóng tại châu Âu có lối chơi bóng dài nhờ thể hình như là chuyến tập huấn hồi đầu năm nay, và rất nhiều những đối thủ khác nữa, và nó tạo nên một sự trưởng thành lớn cho U19 Việt Nam. Ở trận đấu này thì rõ ràng là U19 Việt Nam đang có một sự nhập cuộc khác hơn rất nhiều so với trận đấu giữa hai đội hồi năm ngoái. Có thể là khi biết đối thủ U19 Australia phòng ngự khu vực để bọc lót cho nhau nhằm tránh những pha đột phá cá nhân, thì U19 Việt Nam đã có được và thấy được những khoảng trống cần thiết, và lập tức thì các cầu thủ chúng ta có những pha dứt điểm nhanh để tận dụng điều đó.
Những đường chuyền dài hay những cú sút xa xuất hiện kể từ đầu trận đấu tới giờ cho dù chưa thực sự thành công, nhưng nó cho thấy rằng những mảng miếng tấn công của U19 Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng hơn. Những cổ động viên rất cuồng nhiệt của đội chủ nhà vẫn đang mong chờ thêm những pha bóng hay và hấp dẫn hơn nữa. Nhưng chắc chắn rằng tất cả các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình cũng như các cổ động viên đang theo dõi qua sóng của Đài Truyền Việt Nam cũng hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi, vì hiểu rằng trước những đối thủ khó chịu như U19 Australia và khi đội bóng chúng ta ở một bảng đấu gồm những đối thủ khó khăn, khi thêm cả Nhật Bản nữa, thì chúng ta không thể quá vội vàng với mục tiêu của mình. Đương nhiên ông Paul O'Connor cũng đang chỉ mong ngóng là U19 Việt Nam dâng lên với một đội hình quá cao và khi đó thì hàng phòng ngự của chúng ta sẽ mắc những sai lầm. Nhưng đang có được một sự hợp lý ở tất cả các tuyến của đội bóng áo trắng. Rất hay. Liệu có đủ tốc độ để bắt lên hay không? Đây là pha bóng đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra. Một tình huống tấn công đúng với phong cách của U19 Việt Nam và người đã xâm nhập là Hồng Duy. Tốc độ phải nói là tuyệt vời của Hồng Duy. Vẫn là một pha tấn công ở bên phía cánh trái của U19 Australia. Đây có thể sẽ là một trận đấu vất vả của Văn Sơn, hậu vệ phải của chúng ta. Ngoài việc tham gia phòng ngự thì những tình huống dâng cao tấn công như của Văn Sơn hay vừa rồi là Hồng Duy là một nét rất đặc biệt của đội tuyển U19 Việt Nam. Và đây những pha phối hợp quen thuộc đang xuất hiện ở khu vực giữa sân. Phan Văn Long rõ ràng là trong những tình huống 1 đối 1 trước một đội bóng có nhiều cầu thủ cao to như U19 Australia thì không hề dễ dàng. Trong những pha bóng đòi hỏi sự quyết liệt thì các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn thi đấu đúng luật, không cho thấy một lối chơi đá rắn hay là đá thô bạo. Đó là một điều quan trọng mà các cầu thủ U19 Việt Nam đã được học và được rèn luyện rất kỹ trong quá trình đào tạo của mình. Pha phối hợp tốt của U19 Australia. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của U19 Việt Nam rất đáng khen ngợi với tình huống xử lý vừa rồi. Một pha bóng mà các cầu thủ chúng ta đã phối hợp cùng nhau ăn ý để ngăn chặn một tình huống phối hợp nhanh của đội tuyển U19 Australia. Trong khi đội chủ nhà đang có được một lối đá đa dạng hơn thì đội khách lại thể hiện một lối chơi tương đối đơn điệu. Mặc dù vậy thì mối nguy hiểm thường trực vẫn luôn xuất hiện ở những pha lên bóng mà đội khách Australia tạo ra. Hôm nay thì vai trò của Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn hết sức quan trọng, nhất là khi U19 Australia cũng tập trung rất nhiều vào khu vực tuyến giữa. Các cầu thủ của chúng ta cũng đang rất chịu khó đeo bám bên phần sân của đối phương. Lại là một pha tấn công nữa ở cánh trái. Bóng vẫn trong cuộc. Nguy hiểm. Các cầu thủ áo trắng đã kịp thời hỗ trợ cho nhau
và chúng ta đã giải nguy thành công. Đó là một tình huống mà cầu thủ của Australia có bóng trong khu vực 16m50 là Daniel De Silva, một nhân vật rất đáng lưu tâm của U19 Australia tại giải lần này. Cách thức tổ chức đội hình và bố trí nhân sự của U19 Việt Nam đang được phát huy hiệu quả. Và chính điều này đã khiến cho U19 Australia gặp phải khó khăn trong việc triển khai những đội bóng tấn công. Cơ hội đáng kể nhất từ đầu trận đến giờ đó là pha thoát xuống của Hồng Duy ở bên phía cánh trái. Một tình huống cho thấy sự đa dạng trong cách thức tìm cơ hội của U19 Việt Nam, khi một hậu vệ biên đã âm thầm dâng lên trong khi các tiền đạo lùi lại để kéo hàng phòng ngự của U19 Australia dâng lên. Chúng ta đang chứng kiến một thế trận giữa hai đội bóng đúng là đã có sự nghiên cứu kỹ về nhau sau những gì đã diễn ra ở vòng loại hồi tháng 10 năm 2013. Rất bình tĩnh, Hồng Duy. Cái pha xử lý khôn ngoan và đậm chất kỹ thuật của U19 Việt Nam. Chúng ta đang được chứng kiến những hình từ khán đài và người đàn ông mặc áo trắng đang cầm cờ chính là bố của Lương Xuân Trường. Ngày hôm nay thì ông Lương Bách Chiến cũng đã từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để theo dõi cậu con trai Lương Xuân Trường của mình thi đấu. Một dịp đặc biệt đối với gia đình của các cầu thủ khi được theo dõi con em mình chơi bóng tại sân Mỹ Đình. Một ước mơ của rất nhiều những cậu bé yêu bóng đá tại Việt Nam đó là được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Tỷ số vẫn đang là không đều và bây giờ thì các cầu thủ tấn công của chúng ta đang đối mặt với một hàng phòng ngự bao gồm nhiều người của U19 Australia. Có thể thấy rằng cũng là lần đầu tiên mà khi một đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam thi đấu với một đội bóng cỡ như là Australia thì chúng ta mới lại có một sự tự tin đến như vậy, không chỉ là từ phía các cầu thủ mà cả từ phía các cổ động viên là những người theo dõi. Nói đến nền bóng đá Australia là nói đến một nền bóng đá có thực lực vượt trội hẳn so với Việt Nam. Nhưng giờ đây thì lứa U19 này đang mang đến một cảm giác khác cho các cổ động viên khi theo dõi trận đấu. Vẫn là cao thủ U19 Việt Nam. Bóng vẫn trong cuộc. Cú dứt điểm chạm chân vào hậu vệ của U19 Australia và khiến cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn với thủ thành Anthony Buzanis. Người mới thực hiện cú đá là Phan Văn Long. Bóng vẫn trong cuộc. Công Phượng. Xuân Trường. Tuyến giữa chính là nơi mang đến nhiều những pha tranh chấp bóng nhất và đó cũng thực sự là điểm nóng của khu vực giữa sân. Hàng tiền vệ của hai đội đều đang chơi tốt và vì thế mà chúng ta chưa được chứng kiến quá nhiều những pha tấn công nguy hiểm cho đến lúc này. Sự đột biến chỉ đến trong một tình huống dâng lên với tốc độ rất cao của Hồng Duy.
Trong trận chung kết với Myanmar thì người đã đá thay Quang Hải là Thanh Tùng. Trận đấu đó thì Quang Hải không thể ra sân vì chấn thương mà cầu thủ này đã gặp phải ở trận đấu với Thái Lan. Thanh Tùng ngày hôm nay được đăng ký trên băng ghế dự bị. Và Thanh Tùng cũng là một trong 4 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của U19 Australia trong trận đấu ở vòng loại cách đây gần 1 năm. Thêm một tình huống cắt bóng tốt nữa của hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Khá hay. Công Phượng. Tiếp tục là một pha đi bóng tự tin nữa của Công Phượng, người đã làm điêu đứng hàng thủ của Australia vào tháng 10 năm ngoái trong trận đấu tại vòng chung kết vòng loại giải vô địch châu Á. Vừa rồi thì Công Phượng đã thể hiện được vai trò của mình. Khi Công Phượng mở tỷ số ở phút thứ 8 vào lưới U19 Australia thì đội trưởng của U19 Việt Nam cũng đã có một tình huống dứt điểm ở vị trí giống như vừa rồi. Chỉ tiếc là cú đá mà Công Phượng vừa thực hiện là một cú đá đi quá mạnh. Công Phượng cũng như Tuấn Tài cho đến lúc này chưa có quá nhiều đất diễn trong một thế trận tương đối chắc chắn mà cầu thủ hai đội thể hiện cho đến lúc này. Lối đá của U19 Việt Nam đến thời điểm hiện tại có thể không mang đến nhiều cảm xúc như chúng ta đã được chứng kiến ở nhiều trận đấu trước đây, nhưng đó lại là một lối đá cần thiết, và chính những gì đang diễn ra cho thấy rằng U19 Việt Nam đang trưởng thành. Vẫn là cầu thủ U19 Australia. Khi mà cầu thủ U19 Việt Nam theo rất sát thì đội bóng U19 Australia cũng buộc phải thực hiện những pha phối hợp ở cự ly ngắn. Ông Paul O'Connor là một trong những đại sứ của Australia cho Asian Cup năm 2015, giải vô địch bóng đá châu Á mà Australia là đội chủ nhà. Đây sẽ là một trong những tình huống mà U19 Australia hy vọng có được sự khác biệt. Một đội bóng có rất nhiều những cầu thủ to cao luôn chờ đợi ở những cú phạt góc như thế này. Khá nguy hiểm. Đúng là U19 Australia rất lợi hại ở những tình huống đá phạt góc. Khi mà những đường bóng bổng được đưa vào trong, người vừa dứt điểm là cầu thủ mang áo số 4, đó là Warren De Cunha. Hai mươi bảy phút đã trôi qua, hai đội cho thấy rất nhiều những toan tính trong việc thi đấu ở hiệp đấu này. Bóng đã đi đến bên ngang và bây giờ sẽ là một tình huống được hưởng phạt góc dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Tại cúp Hassanan Bolkiah vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được những tình huống phối hợp khá bất ngờ của U19 Việt Nam từ các vị trí đá phạt trực tiếp. Huấn luyện viên Guillaume Gravesen đang muốn tạo ra thêm
những sự đa dạng trong lối chơi để tháo gỡ khó khăn trong những trận đấu kiểu như thế này. Đường chuyền của Hồng Duy. Phan Văn Long. Ở một bảng đấu có 3 đội và tất cả đều được đánh giá rất cao, đặc biệt là U19 Nhật Bản thì rõ ràng là U19 Việt Nam và U19 Australia không thể mạo hiểm. Hai đội vẫn đang chơi rất thận trọng. Một pha lấy bóng hiếm hoi cánh phải của U19 Australia. Các cầu thủ của chúng ta vẫn cần hoàn thiện rất nhiều. Và một trong những nỗi lo cũng như là một trong những điều mà U19 Việt Nam sẽ phải hoàn thiện qua những giải đấu như thế này chính là hệ thống phòng ngự. Hồng Duy vẫn là người tạo ra tình huống đáng chú ý nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tuấn Tài. Khi còn thi đấu thì ông Ponokon được đánh giá là một cầu thủ có tài. Tuy nhiên những chấn thương đã khiến cho sự nghiệp của Ponokon bị ảnh hưởng rất lớn và không có nhiều điều kiện để phát huy tối đa những khả năng của mình. Mặc dù vậy thì ông Paul Michael cũng đã từng là đội trưởng của đội tuyển Australia và từng cùng với đội tuyển Olympic Australia tham dự Thế vận hội Barcelona năm 1992. Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trên các khán đài Mỹ Đình như thế này sẽ tiếp thêm động lực để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp cầu thủ với mỗi một thành viên của U19 Việt Nam và đặc biệt là các học viên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Champions League. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Champions League không chỉ đặc biệt ở những giáo trình đào tạo mà họ còn tạo ra sự đặc biệt trong cả cách bố trí những sân tập của đội bóng. Và chắc chắn những bậc phụ huynh như phụ huynh của cầu thủ Lương Xuân Trường, bác Lương Bách Chiến sẽ hoàn toàn yên tâm. Ở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Champions League thì sân tập của các học viên ở gần sân tập của đội lớn. Và chúng tôi vẫn còn nhớ những phóng sự mà những đài truyền hình lớn đã từng thực hiện. Và họ nói về việc các cầu thủ U19 Việt Nam hiện nay và các học viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Champions League thường tập ở bên sân tập của mình nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía của các cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất là khi đội tuyển Việt Nam đã từng tập trung ở Hàm Rồng. Chắc chắn khi theo dõi những cầu thủ chuyên nghiệp và đặc biệt là các thành viên của đội tuyển quốc gia thi đấu thì động lực để phấn đấu của các em sẽ còn lớn hơn nữa. Và đó là một trong những sự đặc biệt trong cách đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Champions League. Lúc này thì U19 Việt Nam vẫn đang cố gắng tìm cách để giải được bài toán phòng ngự của U19 Australia. Một hệ thống phòng ngự được tạo nên bởi rất đông cao thủ thường trực an ngữ phía trước khung thành của Anthony Bouzanis. U19 Australia đang thi đấu với một đội hình thấp.
trong những tình huống lên bóng của mình thì cũng thường không có nhiều những cầu thủ của họ tham gia. Một cú đá thẳng về phía khung thành của U19 Australia. Ở trận này thì U19 Việt Nam đang sút xa rất nhiều và thực hiện những tình huống như vậy từ những khoảng cách khác nhau. Sau giải đấu này thì U19 Việt Nam vẫn còn một giải quan trọng khác, đó là vòng chung kết châu Á. Một tình huống xử lý nhanh của cầu thủ mang áo số 20, đó là Abin, bên phía U19 Australia. Tại giải U19 châu Á diễn ra tại Myanmar vào tháng 10 tới thì U19 Việt Nam của chúng ta nằm ở bảng C cùng với những đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. U19 Australia nằm ở bảng đấu gồm các đối thủ Uzbekistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Indonesia. Trận đấu mở màn của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á là trận đấu gặp Hàn Quốc. Rất nhiều đội bóng tham dự giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội năm nay cũng là để chuẩn bị cho giải U19 châu Á. Pha phạm lỗi của trung vệ Tiến Dũng. U19 Australia thi đấu rất giống với phong cách của những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia, đó là thực hiện những pha xuống biên ở một mật độ dày. Và khi có cơ hội như vậy thì các cầu thủ U19 Australia thường để bóng dài, đưa bóng đến sát biên và lật cánh vào trong. Bên phía đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có sự thay đổi cầu thủ. Trần Minh Vương, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của V-League năm 2014 sẽ vào sân để thay thế cho cầu thủ mang áo số 17 là Hồ Tuấn Tài. Minh Vương là cầu thủ đã được bổ sung ngay sau giải U22 Đông Nam Á. Hồ Tuấn Tài là một trong những gương mặt chơi rất nổi bật tại giải đấu trên đất Brunei. Nguy hiểm. Mỗi một tình huống không chiến mà đội khách được hưởng là những lần chúng ta phải đối mặt với những lo lắng. Chiều cao tốt cùng với lối chơi mang phong cách của bóng đá Anh giúp cho U19 Australia rất mạnh ở những tình huống như vậy. Tiếp tục có thêm một quả đá phạt góc khác dành cho đội tuyển U19 Australia sau cú đánh đầu của Brady. Sức ép từ phía Công Phượng đã giúp cho khung thành của Lê Văn Trường được giải nguy sau tình huống đá phạt góc của U19 Australia. Các học trò của Ponokon vẫn đang chơi đầy cẩn trọng. Dù cho đang trong một tình huống đá phối hợp đá phạt góc nhưng họ vẫn có đủ người bên phần sân nhà để ngăn chặn một pha lên bóng nhanh của Công Phượng. Vì có sự tập trung, các cầu thủ ở bên phần sân nhà như vậy nên U19 Australia thường khá bình tĩnh để chống trả những đợt lên bóng nhanh của đội tuyển U19 Việt Nam.
Như đã nói thì U19 Australia tại giải đấu lần này đã có những sự thay đổi so với những gì mà họ đã phải trải qua trước U19 Việt Nam khi nhận trận thua với tỷ số 1-5. Một trong những điều mà U19 Australia đã rút ra đó là họ không để cho các cầu thủ của chúng ta dồn ép ngay từ đầu và tấn công phù đầu. Khi đó thì họ đã phải nhận bàn thua sớm và sau đó vỡ thế trận. Bây giờ thì điều mà U19 Australia hướng tới là một thế trận chắc chắn. Thực tế thì trong chuyến du đấu tại Mỹ mới đây, U19 Australia đã có được kết quả rất ấn tượng. Ở một giải đấu giao hữu thì họ đã có kết quả bất bại và thậm chí có cả trận thắng trước Chile. Đợt lấy bóng của U19 Việt Nam, Công Phượng rất bình tĩnh, đường chuyền rất hay. Tuy nhiên do các cầu thủ đối phương đã theo sát nên đội bóng của chúng ta không thể có ngay một cú dứt điểm như ý. Có tới 7 cầu thủ của U19 Australia đã lui về nhanh để hỗ trợ phòng ngự cùng nhau. Trong khi đó chỉ có 2 cầu thủ của U19 Việt Nam là Công Phượng. Ở trong tình huống vừa rồi, thêm một cơ hội nữa, vẫn đang là Công Phượng. Đội bóng của chúng ta không đẩy cao đội hình mà đang chơi chậm, chắc và chờ đợi những sai lầm của đối phương. Đã không ít lần đã có những sai lầm ở hệ thống tiền vệ của U19 Australia và các cầu thủ của chúng ta đã mở nhanh những đợt hướng bóng về phía khung thành đối phương. Mặc dù vậy thì U19 Australia cũng không hề chủ quan, luôn có một số lượng cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà để hóa giải những đợt tấn công của Công Phượng và các đồng đội. Hình ảnh rất đặc biệt, nhất là với một giải đấu trẻ như giải U19. Với những cổ động viên luôn theo sát từng bước trưởng thành của U19 Việt Nam. Có quá đông các hậu vệ U19 Australia bên phần sân nhà. Và đội bóng áo trắng đang cố gắng tìm những khoảng trống để phối hợp cùng nhau. Hồng Duy, cú đá từ xa. Thêm một tình huống dâng cao nữa của hậu vệ cánh trái Hồng Duy. Thần tượng của Hồng Duy là Gareth Bale. Bản thân Hồng Duy cũng rất mạnh ở những tình huống tăng tốc. Tốc độ của cầu thủ áo số 7 đã được thể hiện trong tình huống đáng chú ý nhất cho đến nay, với một pha dứt điểm sau đường chuyền thông minh của đồng đội. Trong những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên thì đội tuyển U19 Việt Nam đang cố gắng để dâng cao đội hình và gây sức ép với U19 Australia ngay bên phía phần sân của đội khách. Dường như hiệp 1 là hiệp đấu mà huấn luyện viên Guillaume Gracien vẫn chưa muốn các học trò của mình bung ra hết sức. Hồng Duy. Galloway. Cơ hội dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Rất kỹ thuật. Tuy nhiên vẫn lại có một số lượng là 7 cầu thủ của U19 Australia
xuất hiện ở phía trước khung thành của thủ môn Bouzanis. Một bức tường phòng ngự dày đang được U19 Australia tạo ra phía trước khung thành của đội nhà. Hồng Duy ở trong hiệp 1 này đã tham gia phối hợp tấn công tương đối thành công cùng với đồng đội của mình. Hậu vệ mang áo số 7 của U19 Việt Nam đã có 2 pha dứt điểm, một ở trong khu vực 16m50 và một từ xa về phía khung thành của đối phương. Rất hay. Tình huống dâng lên là của Phan Văn Long. Trong hiệp 1 này thì U19 Australia cũng đang cho thấy thành công ở lối chơi phòng ngự của mình. Các học trò của huấn luyện viên Ponokon bọc lót cho nhau kín kẽ, chơi có kỷ luật. Một mình Công Phượng dù rất xông xáo và lắt léo nhưng cũng không dễ dàng để thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ bên phía đội tuyển U19 Australia. Hiệp 1 sẽ có 2 phút đá bù giờ. Một hiệp đấu diễn ra tương đối cân bằng. Cả hai bên đều đang làm rất tốt nhiệm vụ, đó là hạn chế tối đa khả năng sở trường của đối phương. Thêm lần nữa thì hàng phòng ngự của U19 Việt Nam lại hoàn thành nhiệm vụ. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều vẫn xứng đáng là một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự của U19 Việt Nam, nhờ những tình huống xử lý rất an toàn và đặc biệt là khả năng đọc được tình huống phối hợp tấn công của đối phương. Đông Triều đã rất nhiều lần ngăn chặn được những đường truyền quyết định của U19 Australia. Điều đáng chú ý nhất ở U19 Australia ở trong hiệp đấu này là khả năng đưa bóng đến biên và thực hiện những cú lật. Chỉ thì những tình huống như vậy cũng đã mang đến các quả đá phạt góc. Và như thế mà cơ hội ghi bàn của U19 Australia trở nên sáng sủa nhất. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia đã vang lên. Một hiệp đấu diễn ra khá cân bằng và hai đội đều đã cho thấy sự hiểu biết về nhau. Tỷ số của hiệp đấu đầu tiên là 0-0 và chúng ta vẫn sẽ còn một hiệp 2 nữa để xem là hai đội sẽ có được những điều gì đặc biệt dành cho đối thủ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích về diễn biến đáng chú ý nhất trong hiệp đấu thứ nhất trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia.
Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận đấu thứ hai tại giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014 giữa U19 Việt Nam và U19 Australia. Vừa rồi là một cơ hội được dành cho đội bóng của chúng ta. Trong hiệp đấu thứ hai này thì U19 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Pha lên bóng của Hồng Duy, người sở hữu cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Đường truyền của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Một đường truyền có phần hơi mạnh của Tuấn Anh. Nó đã khiến cho pha băng tốc sau đó của Công Phượng vẫn không đủ khi mà thủ thành Anthony đã kịp thời băng ra. Nhưng đây là một tình huống phối hợp của những cầu thủ đã ăn tập cùng nhau trong 7 năm trời, rất hiểu ý nhau ở những động tác di chuyển. Trận đấu với chiến thắng 5-1 giữa hai đội tại vòng loại của giải U19 châu Á rõ ràng đã tác động rất nhiều tới cách tiếp cận trận đấu của hai đội khi họ gặp lại nhau tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. U19 Australia vẫn thiên về một lối đá chắc chắn, còn các cầu thủ của chúng ta cũng không thể vội vàng đẩy cao đội hình và thực hiện lối đá quen thuộc trước một đội bóng có thể lực, có thể hình và chiều cao rất tốt. Những diễn biến đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ hai mang đến một cảm hứng lớn dành cho các cổ động viên, đặc biệt là những cổ động viên trẻ có mặt tại sân Mỹ Đình. Lần đầu tiên, nhiều người trong số họ được theo dõi trực tiếp các cầu thủ của U19 Việt Nam thi đấu. Thêm một tình huống phối hợp nhanh nữa. Phan Văn Long, Công Phượng, rất tốt. Đó là một cú đá khá căng về phía thành của đội tuyển U19 Australia. Pha dứt điểm là của Minh Vương, cầu thủ đã vào sân trong hiệp đấu thứ nhất để thay thế cho Hồ Tuấn Tài. Người dứt điểm vừa rồi không phải là Minh Vương mà có lẽ là Công Phượng, đội trưởng mặc áo số 10 của đội tuyển U19 Việt Nam. Những pha chạm bóng rất kỹ thuật. Lại là Văn Long. Vẫn là cao thủ của U19 Việt Nam. Bóng đang trong chân của Tuấn Anh. Di chuyển. Pha di chuyển của Quang Hải. Rất tự tin. Những pha đập nhà đầy tự tin của cao thủ U19 Việt Nam. Có vẻ như huấn luyện viên Guillaume Gracien đang muốn dành cho đối thủ một sự bất ngờ sau một thế trận ở hiệp đấu đầu tiên. Khi chúng ta chủ động chơi chắc và không đẩy cao quá đội hình thì đội bóng của chúng ta đang khởi đầu hiệp đấu thứ hai này với rất nhiều sự hứng khởi và tốc độ cũng được đẩy lên rất cao. Yếu tố thể lực cũng là một trong những điều mà huấn luyện viên Guillaume Gracien tính tới cho một trận đấu kéo dài 90 phút. Và bây giờ thì đội bóng của chúng ta đang sẵn sàng tạo ra một thế trận nhanh hơn ở nửa còn lại của trận đấu này. Những pha phối hợp một chạm được thực hiện liên tục. Một lối chơi khác biệt so với hiệp đấu đầu tiên, khi mà những tình huống lên bóng của U19 Việt Nam được thực hiện khá đơn giản. Số lượng cao thủ U19 Việt Nam tham gia tấn công ở trong hiệp 1 không phải là cao. Đây là tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, cầu thủ có chiều cao 1m72 và nặng 58kg. Tuấn Anh cũng là một trong số 4 cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng gia Arsenal James G được huấn luyện viên Arsene Wenger chấm để có một giai đoạn tập luyện tại câu lạc bộ Arsenal. Một tình huống tấn công rất nguy hiểm của U19 Australia. Và phải nói rằng ở trong pha bóng vừa rồi thì đội khách đã ở rất gần với bàn thắng. Hai đội đang chơi cởi mở hơn rất nhiều ở hiệp đấu thứ hai này. Văn Long rất khó để đua tranh với U19 Australia trong những tình huống tranh cướp bóng như vậy. Sẽ có một hiệp đấu thứ hai hấp dẫn và sôi nổi hơn so với một hiệp đấu đầu tiên đầy toan tính. Nhìn như thế cũng có nghĩa là hàng phòng ngự của U19 Việt Nam sẽ phải chơi tập trung hơn rất nhiều
sau thử thách mới đây mà đội khách đã tạo ra. Và đây là tình huống chúng ta đang được theo dõi lại. Một pha xử lý và chỉ có thiếu may mắn thôi thì Borrello mới không có bàn thắng. Daniel De Silva, cầu thủ đã được câu lạc bộ AS Roma của Italia mua với giá 2,5 triệu đô la Mỹ, chưa thể hiện được nhiều điều cho đến lúc này. Nhưng chiến Australia vẫn đang chơi với một lối đá tập thể tương đối hiệu quả. Rất hay, đoạt bóng đầy khôn ngoan, Tuấn Anh, đường truyền của Tuấn Anh cho Công Phượng. Công Phượng đang ngã trong khu vực cấm địa. U19 Việt Nam đang thi đấu những phút vừa qua của hiệp 2 với một khí thế khác hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Đội hình được dâng cao, số lượng cao thủ tham gia trong một pha bóng đã tăng lên. Chúng ta đang được xem lại pha tiếp bóng của cầu thủ mang áo số 23 bên phía đội tuyển Australia. Đó là một quyết định đúng của trọng tài, khi đó là một pha giành bóng hợp lệ. Tuy nhiên tình huống vừa rồi cũng đã khiến cho Công Phượng gặp phải chấn thương. Hai bàn thắng mà Công Phượng ghi được vào lưới của U19 Australia tại vòng loại giải U19 châu Á khiến cho đội trưởng của U19 Việt Nam được quan tâm đặc biệt ở trận đấu này. Và những bàn thua đến liên tục mà U19 Australia phải đón nhận cũng khiến cho họ hôm nay luôn chơi với một hàng phòng ngự rất đông. Và gần như là các vị trí đều luôn đảm bảo được sự xuất hiện của mình. Rất ít khi các cầu thủ U19 Australia hệ thống phòng ngự bỏ vị trí. Đây là một tình huống phòng ngự rất tốt của Garuccio. Chiếc băng đội trưởng ở đội tuyển U19 Việt Nam đã được dành cho những cầu thủ khác nhau, từ Lương Xuân Trường cho đến Trần Hữu Đông Triều và bây giờ là Công Phượng. Đó cũng là một yếu tố nằm trong quá trình huấn luyện của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann, khi ông muốn các cầu thủ của mình sẽ được trải nghiệm ở trong những vị trí đóng vai trò là thủ lĩnh. Và chiếc băng đội trưởng dành cho Công Phượng này cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi theo thông tin mà chúng tôi có được thì ban huấn luyện của U19 Việt Nam nhận xét là Công Phượng vẫn còn có lối chơi cá nhân, và khi thi đấu trong vai trò của một đội trưởng thì anh sẽ phải thể hiện tầm bao quát, sự ảnh hưởng và một lối chơi đồng đội nhiều hơn. Sự phát triển của đội tuyển U19 Việt Nam cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện khác nhau về quá trình đào tạo bài bản. Một pha ra vào dũng cảm của thủ môn Lê Văn Trường. Sau tình huống băng ra dũng cảm vừa rồi thì Văn Trường cũng đang bị đau trên sân. Không còn một thế trận toan tính như hiệp đấu đầu tiên nữa. Hai đội đang tăng tốc nhưng cũng đồng nghĩa với nhiều hơn những pha va chạm. Cảm giác vị trí và cả cảm giác bóng nữa của Văn Trường hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Cầu thủ U19 Việt Nam của chúng ta với phần lớn là các học viên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal TMG vẫn đang là những cầu thủ chưa kết thúc hoàn toàn khóa học của mình. Và những giải đấu như thế này giống như những chương trình tập huấn rất đặc biệt dành cho họ.
Điều mà chúng tôi nói tới về những lần chiếc băng đội trưởng được luân chuyển cũng là một trong những sự đặc biệt đó, để giúp cho tất cả các cầu thủ đều có được sự trưởng thành và trải nghiệm ở những vị trí vai trò khác nhau. Một tình huống mang ra rất dũng cảm của Văn Trường. Những hình ảnh mà các cổ động viên của U19 Việt Nam đội mưa để cổ vũ cho đội bóng của chúng ta trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á qua ghi nhận của các phóng viên Đài truyền Việt Nam là một trong những hình ảnh đầy xúc động, và nó thể hiện rất rõ tình cảm mà các cầu thủ của chúng ta được đón nhận từ các cổ động viên. Đó cũng là một sự đáp trả cho lối đá cống hiến hết mình, rất fair play của U19 Việt Nam trong những trận đấu đã qua. Đã rất lâu rồi thì thủ đô Hà Nội với được sống trong một bầu không khí bóng đá sôi động như thế này. Lần gần nhất sân Mỹ Đình đông khán giả như vậy có lẽ là trận giao hữu với câu lạc bộ Arsenal ngày 17 tháng 7 năm 2013. Văn Long. Nếu như những tình huống tấn công trong hiệp 1 của U19 Australia chủ yếu xuất hiện ở bên phía cánh trái thì sang hiệp đấu thứ hai này, những pha dứt điểm đã đến nhiều hơn với những tình huống tấn công nguy hiểm được Borrello, cầu thủ báo số 7 tạo ra. Borrello có những màn tăng tốc ấn tượng và thực hiện những cú đá rất nhanh về phía khung thành của Lê Văn Trường. Đó đã là cú đá thứ hai của cầu thủ mang áo số 7 này trong hiệp 2 trận đấu. Và cả hai cú sút đều gây ra những lo lắng đối với các cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền của Lương Xuân Trường. Công Phượng. Rất hay. Đó là một tình huống chọc khe bất ngờ của Công Phượng lên phía trên. Hàng phòng ngự của U19 Australia vẫn cho thấy sự chặt chẽ. Bóng đã đi được bên dọc. Khi mà Daniel De Silva chưa thể được gì nhiều thì Borrello đang là cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển U19 Australia. Đội bóng của Ponokon đã rút ra được rất nhiều bài học sau trận thua với tỷ số 1-5 trước U19 Australia. Ở trận đấu này thì U19 Australia không còn bị bất ngờ với các phương án tấn công khác nhau của đội tuyển U19 Việt Nam. Người đang có bóng là Garuccio. Phan Văn Long. Tuấn Anh. Đó vẫn chưa thể là một tình huống chuyền bóng đến đúng vị trí của một cầu thủ đang di chuyển. Quang Hải đã bó vào trong, nhưng thủ thành của U19 Australia cũng đã lao ra kịp thời. Nếu như trong trận chung kết với U19 Myanmar ở giải U22 Đông Nam Á, Xuân Trường đóng vai trò là người châm ngòi cho những tình huống tấn công, thì hôm nay số 6 của U19 Việt Nam lại chủ yếu giữ vai trò cầm nhịp, và những đường kiến tạo cho đến này lại thường đến từ cái chân của Tuấn Anh.
Xuân Trường. Luôn có những pha xử lý rất đơn giản, gọn gàng nhưng hiệu quả của Xuân Trường. Cầu Phượng. Sang hiệp đấu thứ hai này thì tầm hoạt động của Cầu Phượng sẽ lớn hơn để hút hậu vệ của U19 Australia. Phan Văn Long. Có quá đông các hậu vệ của đối phương kịp thời lui về và các cầu thủ chúng ta buộc phải chuyền bóng ngược trở lại. Hồng Duy vẫn tiếp tục là cầu thủ mang số 7. Trước đó thì đã có một hai động tác kỹ thuật không như ý của Hồng Duy, nhưng sau đó thì cầu thủ này vẫn kịp bình tĩnh để có những pha xử lý khác tốt hơn. Một trận đấu trước số đông khán giả nhà như thế này cũng giúp cho bản lĩnh các cầu thủ của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn nữa. Văn Long. Không có một tình huống phạm lỗi trong khu vực cấm địa theo xác định của trọng tài. Đó là tình huống chạm bóng của Minh Vương ở trong vòng cấm địa của đội tuyển U19 Australia. Huấn luyện viên Guillaume Gravesen đã đưa ra thêm một quyết định thay người nữa. Cầu thủ mang áo số 18 Hoàng Thanh Tùng sẽ vào sân. Người rời sân là Quang Hải. Ở U19 Việt Nam và đặc biệt là với các học viên của Học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal TMG thì điều mà ông Guillaume Gravesen luôn đặt lên hàng đầu đó là tinh thần thi đấu phải thật fair play. Những tình huống va chạm, tranh cãi hay thậm chí là ngã vờ trong khu vực cấm địa của đối phương là điều mà ông Guillaume Gravesen không hề mong muốn ở các học trò của mình. Thực tế thì đã có những tình huống như vậy xuất hiện từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng đó không phải là những học viên của Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal TMG. Và tất nhiên là họ sẽ cần thêm thời gian để có những nhắc nhở về Guillaume Gravesen. Xuất trường. Đó là tốc độ của Cầu Phượng. 3-0. Anthony đã kịp thời băng ra và khiến cho góc đá của Cầu Phượng không còn được như ý nữa. Nhưng nó là một pha bóng rất điển hình cho lối chơi của U19 Việt Nam. Và nó rất điển hình cho những tình huống phối hợp mà chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều giữa Xuân Trường và Cầu Phượng. Những đường chọc khe bóng sệt sẽ mang đến cơ hội rõ rệt hơn là những đường bóng bổng dành cho Công Phượng khi anh phải đối mặt với những hậu vệ cao to của U19 Australia. Vừa rồi thì Xuân Trường cũng rất hiểu Công Phượng trong những bước chạy của đội trưởng số 10 bên phía U19 Việt Nam. Một đường chọc khe rất chính xác mà Xuân Trường dành cho Công Phượng để phá vỡ hệ thống phòng ngự của U19 Australia. Trong sự bao vây của hậu vệ đối phương thì Công Phượng vẫn thực hiện một cú dứt điểm bằng má mũi giày chân phải. Đó là một tình huống dứt điểm ở tư thế không hề dễ. Đường chuyền hay. Không được. Cho đến nay thì thủ thành Anthony đang phải làm việc rất vất vả. Một lần nữa thì người thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt lại là Lương Xuân Trường. Lần này là một cú treo bóng bổng gây bất ngờ cho hàng phòng ngự của U19 Australia. Hai cơ hội liên tiếp được dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Chúng ta xứng đáng có bàn thắng với những nỗ lực vừa rồi và với những cơ hội như vừa rồi. Và chúng ta đang được chứng kiến một hiệp đấu có cảm xúc hơn, sôi động hơn. Nếu hai đội tiếp tục đá như thế này thì bàn thắng rất có thể sẽ xuất hiện ở Mỹ Đình. Quả là những hình ảnh rất cuồng nhiệt từ các cổ động viên của Việt Nam. Đây là những hình ảnh đã từng xuất hiện tại giải U19 quốc tế hồi đầu năm trên sân Thống Nhất. Sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình lớn hơn rất nhiều so với sân Thống Nhất và hôm nay gần như cũng được phủ kín. U19 Việt Nam đã tạo ra những cơn sốt vé trong những ngày vừa qua.
bóng vẫn trong sân. Như vậy trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Toàn bộ các trận đấu của giải U19 Đông Nam Á tranh cúp Nutifood năm 2014 đều được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trên kênh VTV6 và VTV6 HD của Đài Truyền Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay thì chúng ta đã thấy một diện mạo rất khác của U19 Thái Lan so với những gì chúng ta được chứng kiến từ đội bóng này trong trận thua trước đội bóng của chúng ta tại bán kết của giải U22 Đông Nam Á. U19 Thái Lan sang Việt Nam đã có sự bổ sung thêm những cầu thủ chơi ở Thái League và họ đã thể hiện sức mạnh của mình bằng chiến thắng 6-2 trước Indonesia. Bảng đấu này còn có sự hiện diện của đội mới vô địch giải U22 Đông Nam Á là U19 Myanmar, cũng là một đội bóng rất mạnh. Đông Triều bị đau và đang phải rời sân bằng cáng. Pha chuyền bóng quá hay của Xuân Trường, một pha chạm bóng đầy cảm giác. Đó là một tình huống mà người đã cố gắng để có cú đánh đầu là Hoàng Thanh Tùng. Xuân Trường đã phát huy được vai trò thủ lĩnh của mình với những đường kiến tạo đẹp mắt. Phút thứ 68 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Trong hiệp đấu thứ hai này thì đội bóng của chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội hơn. Và lối đá tấn công uyển chuyển đã được thể hiện rõ nét hơn. Và khi mà U19 Việt Nam tăng tốc thì các cầu thủ phòng ngự của U19 Australia cũng đã có phần bị bất ngờ. Tuy nhiên đội khách vẫn đang có một thủ môn rất bản lĩnh ở trong khung thành, đó là Bozanis, người luôn có những quyết định ra vào đúng lúc để ngăn chặn các mũi nhọn của U19 Việt Nam. Number 3, Trần Hữu Đông Triều, replaced by play number 20, Trần Anh Thi. Như vậy là thay đổi cầu thủ. Trần Hữu Đông Triều không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và người vào sân để thay cho cầu thủ này là Trần Anh Thi. Tại giải U22 Đông Nam Á thì cũng đã có một trận đấu Đông Triều không thể góp mặt, nhưng đó là vì lý do cầu thủ này bị treo giò. Trong trận đấu với Thái Lan thì Tiến Dũng và Cửa Sốc là bộ đội trung vệ của U19 Việt Nam. Sẽ có những thử thách dành cho đội bóng của chúng ta khi Đông Triều đã rời sân. Bởi trong số các hậu vệ của U19 Việt Nam thì Đông Triều là cầu thủ luôn mang đến sự yên tâm bằng lối chơi chắc chắn, phán đoán tình huống tốt và cả bằng những đường truyền dài rất thông minh như phía trên. Trong thời gian gần đây thì đội tuyển U19 Việt Nam đã luôn tập luyện và thi đấu với một mật độ dày. Và điều đó khiến cho các cầu thủ chúng ta rất dễ gặp phải những chấn thương. Chúng ta đang theo dõi lại những pha bóng nguy hiểm mà đội bóng chúng ta đã tạo ra. Đường truyền của Xuân Trường, cú trích mũi giày của Công Phượng, nhưng Anthony đã băng ra quá kịp thời.
thêm một cơ hội nữa và Tony lại là người kịp thời có mặt, có thể dứt điểm ngay. Có bao! Sau khi Anthony Bouzanis đã băng ra thì thủ môn này lại kịp lui về để thực hiện một pha ngăn cản tiếp theo. Nếu không có Anthony trong khung thành thì có lẽ đội bóng của chúng ta đã được hưởng niềm vui ăn mừng bàn thắng rồi sau cú đá này của Tuấn Anh. Một giải pháp chính xác của Tuấn Anh. Anthony Bouzanis không chỉ có chiều cao tốt mà anh còn có khả năng phản đòn rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc do Xuân Trường thực hiện. Vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Pha xử lý của Minh Vương, sút bóng. Cú sút là của Hoàng Thanh Tùng. Liên tục là những pha hãm thành lợi hại mà đội tuyển U19 Việt Nam đã có được ở trong những phút vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý rất khôn ngoan của Minh Vương và một cơ hội được trao cho Thanh Tùng. Sức ép đang dần tăng lên từ phía các cầu thủ của chúng ta đối với khung thành của Anthony Bouzanis. Những pha xử lý ở vị trí cố định của Lương Xuân Trường luôn rất khó lường. Và bây giờ cầu thủ thực hiện đá phạt góc cho U19 Việt Nam là Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa cho đội chủ nhà. U19 Việt Nam đang tự tin hơn với những tình huống treo bóng bổng vào trong ở những pha bóng cố định như thế này. Trước đây thì trong rất nhiều những quả đá phạt góc các cầu thủ chúng ta thường phối hợp bóng gần với nhau, nhưng bây giờ lại là một cú đá bóng bổng nữa. Huấn luyện viên Guillaume Gracien vẫn muốn các học trò của mình có nhiều những phương án tấn công hay đá phạt góc khác nhau. Vẫn còn. Đội bóng không chính xác quá đáng tiếc của Thành Tùng. Một tình huống đợi bóng hụt. Rất nhiều người đã chờ đợi bàn thắng ở trong pha bóng vừa rồi, nhưng Thành Tùng không còn làm được điều như em đã từng làm khi ghi bàn vào lưới của ứng chiến Australia trước đây. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thế trận của F2 đã khoác lên mình một tấm áo mới khi mà cả hai bên đều đã có những cơ hội rất rõ rệt về phía khung thành của nhau. Bây giờ là khoảng chừng 15 phút cuối trận và hai đội sẽ tung hết bài của mình. Những quả đá phạt góc mà đội tuyển U19 Việt Nam được hưởng đã mang đến cho các cổ động viên hy vọng. Chúng ta đang được xem lại tình huống này. Cú trượt chân ở tình huống quyết định rất đáng tiếc của Hoàng Thanh Tùng sau khi Bouzanis đã phải rất vất vả để cản phá một cú sút bên ngoài khu vực 16m50. Cú đá đó là của trung vệ Tiến Dũng. Một lần dâng cao hiếm hoi của trung vệ Mao số 4. Sô Trio là người góp mặt bên phía U19 Australia. Cầu thủ nhường vị trí cho Sotrio, đó là John Brady. James Ely. Đội U19 Úc có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 19 John Brady rời sân. Cầu thủ mang áo số 9 James Ely. Khi mà bảng đấu này có sự hiện diện của một đội bóng rất mạnh và xứng đáng được coi là mạnh nhất của giải đấu như U19 Nhật Bản, thì đây là một trận đấu mà cả hai hiểu rằng nếu như một trong hai đội giành chiến thắng, cơ hội vào vòng bán kết là rất lớn. Đó là lý do cả hai sẽ tăng tốc trong những phút còn lại của trận đấu này.
Xuân Trường, Công Phượng. Cầu thủ Australia áp sát rất nhanh, di chuyển. Tất nhiên trong những pha bóng như vậy thì khó khăn sẽ thuộc về các cầu thủ của chúng ta. Minh Vương rất cố gắng chuyền bóng, dứt điểm đi. Một pha xử lý có phần thiếu cảm giác của Văn Long. Một tình huống mà từ Minh Vương cho đến Thanh Tùng đã tạo ra điều kiện tốt nhất để cho Phan Văn Long dứt điểm, và chúng tôi cũng chờ đợi một cú sút tốt hơn từ phía cầu thủ mang áo số 19 của đội tuyển U19 Việt Nam. Cơ hội đến không ít với các cầu thủ chúng ta trong hiệp đấu này. Cần một sự bình tĩnh và chính xác hơn nữa từ phía các cầu thủ để hiện thực hóa những cơ hội thành chỉ là một bàn thắng. Trong hiệp 2 này thì vai trò của Lương Xuân Trường được thể hiện một cách rất nổi bật trong việc phát động những tình huống tấn công thoáng dành cho đồng đội. Công Phượng cũng thể hiện được khả năng của mình với những pha đi bóng lắt léo để tạo ra sự phấn khích cho khán giả. Và không thể không kể tới Tuấn Anh cũng đã chơi rất hay trong hiệp đấu thứ hai. Nhưng mối lo lúc này đối với chúng ta là ai sẽ có thể thay thế được vị trí của Đông Triều. Người đã thay thế vị trí của Đông Triều ở trên sân là anh Thi, nhưng để lấp được khoảng trống với sự dạn dày hơn, chắc chắn hơn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho cầu thủ mang áo số 20 của U19 Việt Nam. Nếu như chúng ta đã từng đánh bại U19 Australia với tỷ số 5-1, và nếu như trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay đã kết thúc với chiến thắng 6-2 mà Thái Lan có được trước Indonesia, đó là những tỷ số có thể không có bất ngờ với những giải đấu trẻ. Lứa tuổi mà sự ổn định là một điều gì đó có phần xa xỉ. Thì trong hiệp đấu đầu tiên, hai đội bóng U19 Việt Nam và U19 Australia đã cho thấy rằng các em chơi rất trưởng thành và tương đối ổn định. Những ý đồ của huấn luyện viên cũng được thể hiện rất rõ, bởi sau hiệp đấu đầu tiên chơi chắc chắn thì hiệp đấu thứ hai, ý đồ tấn công được thể hiện rõ rệt và những pha bóng nguy hiểm cũng đã được tạo ra. Các cầu thủ của chúng ta cũng đáp ứng được những đòi hỏi đó của huấn luyện viên Guillaume Gravesen. Cho đến lúc này có thể đây là một trận đấu chúng ta thất bại về khâu ghi bàn, ít nhất là cho tới thời điểm này, nhưng nó đã thành công hơn rất nhiều về mặt ý đồ cũng như cách nhập cuộc. Mặc dù vẫn còn đó những tình huống vô cùng đáng tiếc mà Thanh Tùng hay Phan Văn Long đã tạo ra khi tưởng rằng bàn thắng ở rất gần chúng ta. Khi chúng ta có được những pha dứt điểm xuất sắc thì thủ thành Anthony Bouzanis lại chơi quá xuất sắc. Còn khi thủ môn này đã bị đánh bại thì các chân sút của chúng ta lại không có được những pha dứt điểm như ý. Một buổi tối Hà Nội với thời tiết rất lý tưởng cho một sự chờ đợi màn ra mắt của U19 Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. So với trận đấu giữa hai đội trước đây thì ở trận đấu này U19 Việt Nam không có mặt tiền đạo mang áo số 9 là Văn Toàn. Gần đây thì Văn Toàn thường không được huấn luyện viên William Grosen sử dụng trong đội hình đá chính của đội tuyển U19 Việt Nam. Trong trận đấu này thì Hồ Tuấn Tài và Trần Minh Vương là hai cầu thủ đã được sử dụng để phối hợp cùng với Công Phượng trên hàng tấn công. Đờ Cu Nha lỗi việt vị của U19 Australia. Marvin đã gây ra không ít áp lực đối với khung thành của đội tuyển U19 Việt Nam. Người được kỳ vọng nhất và
cũng để lại nhiều thất vọng nhất cho U19 Australia trong trận đấu này chính là số 14 Daniel De Silva. Marvin hay Borrello đã có những màn thể hiện sáng chói hơn rất nhiều so với Daniel De Silva. Xuân Trường, Hồng Duy, khi mà chúng ta dâng cao đội hình và gây sức ép ở trong hiệp 2 thì số cơ hội cũng vì thế mà tăng lên. Xuân Trường, Hồng Duy, người đang có bóng là Tuấn Anh. Phan Văn Long, bóng vẫn trong cuộc. Công Phước, những màn xoay sở như thế của Công Phượng luôn được khán giả rất thích. Hồng Duy, tiếp tục là một sự thay đổi người bên phía đội tuyển U19 Australia. Và đây là một cái tên đáng chú ý, đó là Peter Skapetis, một tiền đạo cũng đã tạo ra được ấn tượng mạnh. Cầu thủ này 17 tuổi và có chiều cao 1m78, hiện nay đang thi đấu cho Stoke City, một đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh. Việc một cầu thủ biên chế trong đội hình của một đội bóng tại Premier League, đội U19 Úc có sự thay đổi cầu thủ xuất hiện ở trên sân, chắc chắn là sẽ khiến cho các hậu vệ của U19 Việt Nam cần phải giải trình nhiều hơn. Thành viên của Stoke City tất nhiên là đáng chú ý, và anh đã vào sân để thay cho một gương mặt đáng chú ý nhất bên phía U19 Australia ở hiệp đấu thứ hai là Borrello. Spekatis có thể sẽ là một giải pháp mà một khôn hướng tới trong những tình huống cố định. Xuân Trường, tất nhiên thể lực không phải là vấn đề với U19 Australia. Và cho đến này thì đội bóng của Podokon vẫn đang cho thấy sự sung sức của mình. Thêm một pha lên bóng nữa. Cầu thủ U19 Australia đang dâng cao rất nguy hiểm, và đó là một pha giải nguy kịp thời. Một tình huống giải nguy rất kịp thời được thực hiện bởi Hồng Duy. Hôm nay vị trí của Lê Văn Sơn bị khai thác quá nhiều và hậu vệ phải của chúng ta rất ít khi dâng cao. Hồng Duy dâng cao nhiều hơn. Vâng, một hình ảnh rất cảm xúc đã được ống kính của đài truyền hình Việt Nam ghi lại với sự nuối tiếc của ông Guillaume Grassen sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Phan Văn Long. Ở trận đấu này thì ông William Grosjean đã không ngồi một phút nào mà luôn có mặt ở ngoài đường biên. Còn 5 phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Đây là một trận đấu mà U19 Việt Nam phải đối mặt với một đội bóng trẻ đến từ một nền bóng đá có sự phát triển tốt, và các cầu thủ chúng ta cũng đã thể hiện được phần nào khả năng của mình. U19 Australia đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, nhất là sau chuyến tập huấn dài ngày tại nước Mỹ, và họ cũng đã mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất. Những phút thi đấu đầy khó khăn cho đội bóng của chúng ta, rất nguy hiểm, và rất may đó là một cú đá còn đơn giản của
cầu thủ thuộc biên chế của Stoke City, Petros Skarpetis. Nhưng đó là một lời cảnh báo thực sự cho những phút còn lại của trận đấu, khi mà chúng ta không còn đông chiều. Còn U19 Australia thì tất nhiên là có nền tảng thể lực tốt hơn. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì những trận đấu còn lại, cuộc so tài giữa Australia và Nhật Bản cũng như trận đấu giữa chúng ta và đội bóng mạnh là U19 Nhật Bản sẽ càng được chú ý hơn. Ở trong phần cuối của hiệp đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Konokon của U19 Australia đã thực hiện những sự thay đổi người đáng chú ý khi những cầu thủ tấn công đánh giá cao của ông đã được đưa vào sân. Đó là Sotirio và mới nhất là Skepatis. Nó thể hiện phần nào tham vọng của vị huấn luyện viên này trong việc tạo ra bàn thắng. Một bàn thắng sẽ quyết định số phận của trận đấu. Tham vọng hay quyết tâm chiến thắng là điều dễ hiểu với ông Ponokon, bởi khi đội bóng của ông thua trước đội bóng của chúng ta với tỷ số 1-5 thì người đã từng mang băng đội trưởng của Australia, đội tuyển quốc gia Australia này đã phải nhận rất nhiều chỉ trích. Thêm một tình huống lên bóng nữa với số đông cầu thủ của U19 Australia. Pha giải nhì chính xác có lẽ là của Lê Văn Sơn. Tình huống phạm lỗi từ phía sau. Đó là tình huống lui về hỗ trợ cho hàng phòng ngự của Thanh Tùng. Phá phẩm nhanh của U19 Việt Nam, Công Phượng. Công Phượng trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo ra một tiền phẩm. Đúng là một tiền phẩm của đội trưởng áo số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Và thắng quá tuyệt vời và chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng vây của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Chúng ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này, và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn làm được một điều không tưởng, làm tung lưới của Anthony trước một hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10 nếu như huấn luyện viên Bjorn Brasen đặt mình ở vị trí của một người thầy.